là thiên hình. Vợ đây thì ăn con thiên đại. Thiên nhà, cháo ăn dưa đi. Cháo, ú đuôi. À, tiền tiền tiền. Hả? Thì có tiền đi được chứ. Cháu 10.000. Giảm cân, mấy bà. Không thì là đây chị ạ. 10.000. Cháu cá chép kìa. Ở đây nhá. Vâng. Bà làm nhá. Vâng. Hàng về, hàng về ơi. Một tiếng rồi đấy. Hơn tiếng rồi. Rán chín luôn đó vợ. Không, em chỉ rán qua nhanh thôi. Đâu cà chua đâu chồng? Đây đây đây. Vào đây vào đây. Ấy, hôm nay nhà mình nhất món. Em xin đi. Đâu? Đâu nóng nhá. Ngon bát nha. Ngon lắm. Wow wow wow. Nó đâu bát rồi, bát rồi. Nó bát đây là mía. Cháo nóng nhá, thổi ăn nhá. Thơm lắm. Dừa. Ăn dưa lẫn vào kèo nó mới ngon. Cá. Ăn uống giờ đơn giản nhé. Nó có thêm miếng cá. Mi ăn vào cầu rồi. Này ăn kéo xương. Cá này, quan trọng là cái dừa này. Dừa ngon. Dừa ngon, nước dừa ngon thì ngon.